Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin đặc biệt trong ngày. Tiếp theo là một số tin tức quan trọng Hoa Kỳ và thế giới. Trong phần 2 là buổi phỏng vấn giữa Võ Thành Nhân và tiến sĩ Tạ Cự Hải về GDP hậu bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt. Tổng thống Obama trừng phạt Nga vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống Barack Obama hôm qua đã ra lệnh cho áp đặt một loạt các hành động trừng phạt chống lại Nga cho việc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và khuyến cáo là sẽ còn có những hành động khác nữa. Trong một thông cáo, Tổng thống nói, những hành động này theo sau những khuyến cáo riêng và công mà chúng tôi đã đưa ra cho chính phủ Nga và đã là một phản ứng cần thiết và đích đáng cho những cố gắng gây thiệt hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ, vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế định sẵn về cách hành xử. Ông thêm, những hành động này không phải là toàn thể các phản ứng của chúng ta đối với các hành động gây hấn của Nga. Chúng ta sẽ tiếp tục có một loạt những hành động ở một thời điểm và địa điểm mà chúng ta chọn. Một số sẽ không công khai. Tổng thống cũng nói là một bản phúc trình của chính phủ ông và cố gắng của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 sẽ được trao cho Quốc hội trong những ngày sắp tới. Ngoài việc đóng cửa hai cơ sở và trục xuất 35 gián điệp mang thông hành ngoại giao, Tổng thống còn ra chế tài cho hai cơ quan tình báo chính của Nga. Chính phủ còn chế tài 4 viên chức cao cấp của cơ quan quân báo. Trong một thông báo tổng quát cộng với một báo cáo chung của cơ quan FBI và Bộ Nội an, cho biết chi tiết một mẫu chương trình xấu gọi là malware và những chỉ dấu khác của các hoạt động tin tặc của Nga, kể cả địa chỉ của những computer thường được sử dụng bởi người Nga để tấn công. Tổng cộng tất cả, những hành động này là phản ứng mạnh mẽ nhất mà Hoa Kỳ có với một cuộc tấn công tin tặc nhắm vào Hoa Kỳ. Tổng thống Putin sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Theo The New York Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin bãi bỏ kế hoạch của Ngoại trưởng, cho biết nước này sẽ không trục xuất bất cứ ai để phản ứng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moscow. Chúng tôi sẽ không trục xuất bất kỳ ai. Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Nga Putin hôm nay nói trong thông cáo. Theo Reuters, Putin cũng cho biết ông coi lệnh trừng phạt của Mỹ là một bước đi làm xói mòn quan hệ giữa Moscow và Washington và lấy làm tiếc khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ theo cách này. RIA Novosti dẫn lời Putin cho biết ông đã xem xét hành động của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trước khi quyết định về các bước tiếp theo trong quan hệ Nga-Mỹ. Ông Trump sẽ nhậm chức vào tháng tới. Trước đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết ông đã đề xuất lên Putin về việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ và cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng hai cơ sở ở Moscow để trả đũa lệnh trục xuất và lệnh cấm của Washington. Lavrov nói với các cáo buộc rằng Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 là vô căn cứ. Bình luận về quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga của chính quyền Mỹ, ông Putin nói ông lấy làm tiếc khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ của mình theo cách như vậy. Nhưng ông vẫn gửi lời chúc mừng năm mới tới ông Obama và gia đình. Ông cũng gửi lời chúc năm mới tới Tổng thống đắc cử Donald Trump và toàn thể người dân Mỹ. Trong số các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, có một số được biết đến từ tòa Tổng lãnh sự Nga ở San Francisco. Không rõ ngay vào lúc này là Tổng thống đắc cử Donald Trump, vốn nhiều lần ca ngợi ông Putin và đề cử những người được coi là thân thiện với Mạc Tư Khoa cho các chức vụ cao cấp trong chính phủ, có muốn lật ngược lại những biện pháp này khi ông nhậm chức hay không? Điện Kremlin đã lên án vụ chế tài này là bất hợp pháp và hứa hẹn trả đũa đúng mức. Đã đặt câu hỏi là liệu ông Trump có đồng ý với những trừng phạt mới này hay không? Các nhà ngoại giao chỉ ra là cho đến ngày 20 tháng Giêng, ông Trump không có quyền gì chống lại những quyết định của Tổng thống Obama. Nếu ông Trump tìm cách lật ngược lại các biện pháp của ông Obama, ông có thể đối diện với một sự chống đối lưỡng đảng rộng lớn ở Quốc hội. Ông Trump như vậy cũng sẽ từ chối công nhận thành quả của các cơ quan tình báo
mà ông phải trông cậy vào để cung cấp tin tức cho ông về tình hình thế giới. Tổng thống Obama đã bị áp lực từ bên trong chính phủ và các vị dân biểu lưỡng đảng đòi hỏi một sự phản ứng mạnh mẽ cho các cuộc tấn công tin tặc này. Chủ tịch Hạ viện bảo hành động trừng phạt Nga đáng lẽ phải đưa ra sớm hơn. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tuyên bố hôm qua là Nga đã luôn luôn tìm cách làm hại các quyền lợi của Hoa Kỳ và việc áp đặt biện pháp trừng phạt của chính phủ Obama đáng lẽ phải làm lâu rồi. Ông tuyên bố, trong khi hành động hôm nay của chính phủ đáng lẽ phải làm trước đây, nó là một cách đích đáng để chấm dứt 8 năm của chính sách thất bại với Nga. Và nó đóng vai một thí dụ điển hình cho chính sách ngoại giao thiếu hiệu năng của chính phủ, vốn đã làm cho Hoa Kỳ yếu hơn trước con mắt của thế giới. Số lượng cảnh sát thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ đã tăng mạnh trong năm 2016. Các vụ bắn cảnh sát trên toàn quốc trong năm 2016 đã tăng đáng kể, đặc biệt là phục kích ở Dallas và Baton Rouge, Louisiana. Tính từ đầu năm cho đến thứ Tư, 28 tháng 12, có 135 cảnh sát bị thiệt mạng, một số tử nạn vì tai nạn giao thông trong lúc rượt đuổi nghi phạm, nhưng gần một nửa đã bị bắn chết. Đó là một sự gia tăng 56% so với năm trước. Trong số 64 cảnh sát bị bắn chết, 21 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công phục kích thường được thúc đẩy bởi sự giận dữ qua việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức liên quan đến các nghi phạm thuộc thành phần thiểu số. Người Mỹ gốc Phi Châu. Gray Floyd, chủ tịch và giám đốc điều hành các cơ quan công lực quốc gia Memorial Fund cho biết, chúng tôi chưa bao giờ thấy trong một năm mà có nhiều cảnh sát viên bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ đến như vậy. Một sự gia đáng kể. Sau đây là bản tin thế giới. Kính thưa quý vị, Đài Loan loan báo hành trình của Tổng thống ghé Hoa Kỳ làm Trung Cộng tức giận. Văn phòng Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan hôm nay tuyên bố là Tổng thống sẽ ghé qua Houston và San Francisco trong chuyến công du vào tháng Giêng đến các đồng minh ở châu Mỹ Latin. Một tuyên bố đã khiến ngay lập tức Trung Cộng nhắc lại yêu cầu Hoa Kỳ chặn sự quá cảnh này. Văn phòng của bà Thái từ chối không bình luận gì về việc liệu bà có gặp thành viên của toán của Tổng thống đắc cử Donald Trump hay không, nhưng sứ vụ không chính thức của Hoa Kỳ ở Đài Loan. Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan gọi tắt là AIT, nói chuyến đi sẽ là với tư cách tư và không chính thức. Ông Trump đã làm Bắc Kinh nổi giận khi ông nói chuyện bằng điện thoại với bà Thái trong tháng này, hủy bỏ một chính sách nhiều thập niên này của Hoa Kỳ và làm cho có nghi ngờ về sự quyết tâm của chính phủ. Ông cho chính sách mà Trung Cộng luôn đòi là chỉ công nhận có một Trung Quốc. Trung Cộng vốn rất nghi ngờ các chính phủ của đảng Dân Tiến, vốn có chủ trương tách rời Đài Loan ra khỏi Hoa Lục, trong khi Bắc Kinh vẫn đòi khẳng định đảo quốc độc lập này là một tỉnh phản loạn, không được đối xử như là một quốc gia. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh hôm nay lại lặp lại kêu gọi Hoa Kỳ đừng cho phép bà Thái quá cảnh. Theo hành trình mới được phổ biến thì bà Thái sẽ đến Houston vào hôm 7 tháng Giêng, lưu lại một ngày và rời hôm sau. Trên đường về, bà sẽ ghé San Francisco vào ngày 13 tháng Giêng và trở về Đài Loan vào ngày 15 tháng Giêng. Viện AIT, tòa đại sứ không chính thức của Hoa Kỳ ở Đài Loan nói là sự quá cảnh này không đi ngược lại chính sách một Trung Quốc. Phát ngôn nhân Alice Spenceley của AIT nói, Tổng thống Thái quá cảnh Hoa Kỳ là dựa trên thông lệ lâu nay và thích hợp với bản chất không chính thức của liên hệ của chúng tôi với Đài Loan.